Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Nhất Long Audio Hà Nội, địa chỉ số 12 ngõ 82 Mễ Trì ạ. Quý vị và các bạn quan tâm, xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình để cập nhật những sản phẩm mới nhất cũng như những video mới nhất do Nhất Long Audio thực hiện. Vâng, và hôm nay cũng như thường lệ, em xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bạn một chiếc PAO của hãng Acofay có model là A45. Đây là một dòng PAO chạy thuần Class A. Về hình thức thì là PAO gần như là mới cứng luôn, còn đầy đủ thùng, giấy tờ liên quan và dây nguồn thì đi theo máy luôn. Về dòng PAO, chiếc PAO A45 này thì các bác đã biết rồi. Ai đã chơi thì dòng Class A này cho chất âm rất là ngọt ngào và sạch sẽ, chi tiết. Vâng, và bây giờ em sẽ đi quay gần và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo cũng như đừng ngắm nghía cái mức độ đẹp của chiếc PAO này. Vâng, quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh ủng hộ giúp em nhé, và đây số điện thoại của em và địa chỉ đây. Đây, trước mặt quý vị và các bạn là chiếc PAO của hãng Acofay. PAO Acofay là luôn luôn có biểu tượng chữ Acofay đây. Và dòng PAO này là có hai chiếc đồng hồ vu rất to hai bên. Đấy, rất to hai bên. Và dòng này là chạy Class A các bác nhá, chạy thuần Class A này, A45 chạy thuần Class A. Và bên này có cái công tắc chuyển chế độ DB đây. Đấy. Và bên này là master. Đây là chế độ đèn nghỉ đây. Các bác tắt đi thì nó sẽ tối đi. Còn mở ra thì nó sáng đèn lên. Đấy, và đây là master này. Đây là độ nhạy của kim vẩy đây các bác nhá. Đây là input này. Đấy. Đây là các chế độ đường vào. Và đây là nút nguồn. Đấy. Và dòng PAO này rất là khủng luôn các bác nhá. PAO này là có hai cái tản nhiệt hai bên, nhìn như là hai cái xương cá vậy. Con này rất là mới luôn. Và về trong tình trạng còn nguyên thùng luôn các bác nhá. Đấy, còn nguyên thùng. Đấy, còn nguyên thùng xốp. Đầy đủ luôn. Nguyên này thùng xốp cho các bác luôn. Và em sẽ quay bốn xung quanh để cho các bác cùng như ngắm nghía cái mức độ đẹp của chiếc PAO này. Đấy, các bác xem này, tản nhiệt rất là gấu luôn. Đây là chạy dòng này chạy Class A nhé, nên là rất là ngọt ngào và hay luôn. Máy quá mới luôn các bác nhé. Đấy, cực kỳ mới luôn. Đây, phía đằng sau của chiếc PAO Acofay A45. Đấy. Dòng này là sử dụng điện AC 100V Made in Japan. Con này là có công suất tiêu thụ là 430W. Đấy, 430W nhé. Đấy. Và con này nó có các chế độ đánh BUI hay là đánh nhiều chế độ luôn. Còn đây là hai đường ba lăng, hai đường ba lăng kết nối từ rề xuống. Đấy, hai đường, phần trên này là hai jack AV thông thường, và đây là cầu loa đây. Cầu loa những dòng PAO thường hãng chỉ làm có hai cầu loa thôi, đấy, cho mỗi kênh thôi. Và hai cái này nó có thể làm mình dựng lên được. Đấy, những dòng PAO nặng này người ta có thể dựng lên được. Và chiếc PAO này, về trong tình trạng là còn nguyên
thùng xốp này em đang bán với giá là đi 96 triệu. Bác nào có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại, và bác nào nhà có dề rồi thì có thể mua một chiếc bao này đáng để chơi như này. Dòng này sử dụng hai đồng hồ vu rất là to luôn, bao được gần như mới cứng luôn các bác nhá. Và hiện tại là em chưa có cái dề nào nên là chưa test cho các bác được, thì lúc nào có cái dề thì em sẽ test cho các bác sau. Và hôm nay em chỉ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo thôi. Vâng, và video đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ. Và một lần nữa em xin nhắc lại là giá chiếc bao này em đang bán với giá là 96 triệu. Vâng, em xin chào quý vị và các bạn.